Nhưng quan trọng là mình tu, phát tâm mình tu, và mình tu á, khi mình công phu, mình tu tập mình có được sự an lạc, mình thấy được cái sự nhẹ nhàng, thanh thản. Vậy giống như thầy nói với các chị á, là Phật ngày dạy mình là chúng sinh đó nha, là mình có mặt ở trên thế gian này, Đức Phật nói như những kẻ mà mang đá nặng mà đi trong bùn lầy á. Mang đá nặng mà đi trong bùn lầy thì đi gì có khỏe không? Rồi càng đi nó càng lún sâu, càng đi nó càng nặng nề, càng đi nó càng mệt mỏi. Đi mang đá nặng là đi không là đã bệnh, mà đi trong bùn lầy nó lún sâu nữa thì càng đi càng mệt. Cũng như vậy Phật nói mình có mặt trên thế gian này, chúng sinh là thừa tự của nghiệp. Và chúng ta có mặt ở đây, chúng ta phải thừa hưởng bao nhiêu là cái nhân quả tốt xấu của vô lượng kiếp quá xứ khứ mà mình tạo, nó chiêu cảm mình thọ lẫn cái quả báo ở đời này. Nên là người đủ thứ mệt mỏi đó, nghiệp chứ có, phiền não chứ có, báo chứ có, chúng sinh mình đó, cái gì cũng có. Thành ra là có những người sanh ra là lớn không nổi, cạo nổi giống như tôi. Bởi vì mình sanh ra nó giống vậy, mình đã có cái báo chướng mình đã kiếp trước rồi, thấy không? Sao? Câu này nó sẽ là đệ tử tu chứ không phải là đệ tử thiện hiền. Câu này nữa là câu này hôm nay chắc tu cũng hơi nhiều rồi nha. Là chúng ta sanh ra trong cuộc đời này á, là sanh ra một cái luồng thấp không được cao, là bởi vì các chị phải thừa hưởng một cái duyên báo, cái quả báo, là bởi vì kiếp trước mình là tạo cái danh gì? Không có. Lại cái phần là mình á, là cái phần là khinh khi lấn lướt người khác, mà bị cái quả báo là này sanh ra cao không nổi. Có thể kiếp trước là mình cũng sanh ra đời mình cũng đẹp trai, học giỏi, cũng danh vọng địa vị giàu sang, mình cũng có uy thế hơn người đó. Nhưng mà thay vì mình có những điều kiện tốt như vậy, mình phải có lòng chân thành, là khiêm tốn, rồi mình có tấm lòng chia sẻ thương người khác. Nhưng mà ngược lại là gì? Trời ơi, con này. Hơn là thăm cha mẹ nữa. Cha mẹ thì bỏ mấy tháng mới thăm, chứ bác sĩ ba bốn bữa đi thăm lần. Mà cha mẹ mình nó tới mình thăm mình còn tiếc tiền tiếc của, không mua quà, không có cho tiền gì đâu nha. Chỉ mình tới bác sĩ năn nỉ để cho tiền bác sĩ, mà đôi khi ông còn chê nữa chứ. Là tại sao có những người sanh ra trong cuộc đời này mà từ nhỏ sanh ra tới lớn mà bệnh hoạn triền miên, không có sức khỏe, không có thọ mạng tốt, là bởi vì mình sanh ra giống vậy là mình phải chịu một cái dư báo, một cái gì thừa tự cái nghiệp báo quá khứ của mình, là bởi vì kiếp trước mình ác tâm, mình sát sanh, mình hại mạng, mình không có lòng từ bi, mình thường gây phiền, gây khổ, gây đau thương, gây gọi là cái phần nó tổn hại chúng sinh. Nhà mình sanh ra cuộc đời này mình đã thừa hưởng một cái dư báo, một cái nghiệp báo là nó không tốt, mình đã sanh ra là thấy nó mệt rồi. Vô đây ghi tên cầu an hoài mà cầu hoài nó không an nổi. Là không phải bởi vì quý thầy cầu ốc linh, mà tại vì cái điểm báo cái chuyện quá nặng, rồi ra quý thầy cầu không có đủ đô. Nên ra cầu hoài mà bệnh hoài. Có cô đó hỏi thầy ơi, sao ngày nào con cũng nhấc cái chân, mà sao thầy cầu có cầu có nhấc cầu tên con không? Có cầu đó chứ, mà tại vì cái nghiệp lực con mạnh quá, lớn quá, mà thầy ngày cũng kinh có lần cầu nguyện làm sao cầu nổi. Rồi ra sorry, so sorry, xin lỗi nha, gắn về tự sám hối mà lo tu đi, phải không? Thì có những người sanh ra từ cái gì, mới sanh ra là đã gì, đã nghèo cùng khốn khó, mới sanh ra là đã gì, đã muốn ăn không ăn, muốn mặc không có mặc, mới sanh ra là đã là gì, đã là nghèo cùng bần hàn khổ sở rồi. Mà cái gì có muốn gì không? Trên đời này, trên thế gian này có ai mà sanh ra đời muốn mình vậy không? Nhưng mà bởi vì nghiệp
báo, quả báo mình không ai tránh khỏi. Không ai tránh khỏi, bởi vì nghiệp báo nó theo mình cũng giống như bóng không rời hình vậy. Phật nói như thế. Rồi có những người thưa quý vị, mới sanh ra từ nhỏ, từ trong bụng mẹ, trong mẹ nó đã là thiểu năng thiểu trí rồi. Khi sanh ra đời nó cũng bị thiểu năng thiểu trí, là trí tuệ không có. Thì các vị thưa quý vị, bởi vì họ cái đứa bé này, đứa trẻ này nó mới sanh ra là kiếp trước của nó đã nó gây cái nhân không tốt để trình này, nó hưởng cái quả không tốt. Là bởi vì kiếp trước nó cũng thông minh lắm nên nó cũng tài giỏi lắm đó. Nhưng mà thay vì nó dùng cái trí tuệ nó tạo ra những cái phương tiện giúp cho cuộc sống nhân sinh, hay là nó phát minh ra một cái gì đó để góp phần cho cuộc sống tốt đẹp cho nhân loại, nhưng mà khổ cái là sao? Nó đâu nghiên cứu vào cái bơm nguyên tử gì đó. Bao đầu nguyên tử nó thả ra một cái giết cái hàng vạn người, phải không? Đó là tôi nói là cái đó là cái quả báo nặng rồi. Còn có những người cứ báo báo nhẹ nhẹ đó, là bởi vì kiếp trước nó bán cái gì, bán thuốc phiện, heroin, làm quán rượu, rồi người ta uống vào nó cuồng tâm loạn trí, tâm mê mờ điên đảo, sanh ra biết bao nhiêu cái việc làm sai quấy, gây ra bao nhiêu là cái sự sầu đau khổ nạn cho con người và muôn loài. Do vì cái quả báo đó mà bây giờ sanh ra làm sao có trí tuệ nổi. Như chúng tôi nói vậy đó, nói một vài cái đại diện vậy thôi, chứ nói ra nói không hết, nói tới chết nói cũng không xong nữa. Vì nó nhiều lắm, Phật nói nó vô lượng vô biên, nghiệp quả, nghiệp báo, nhân quả, chúng sinh là bất khả tư nghì, tức là không thể nghĩ bàn mà nói cho hết được. Nghe Phật nói tới chúng sinh là Đức Phật hay nói cái từ là gì? Không thể nghĩ bàn, không thể nói hết. Nhưng ở đây đúc kết là nó ngắn nó gọn, nói những cái phù hợp và nói những cái mà các vị có thể nghe. Đó là gì? Là tất cả chúng ta các vị phải tự nhìn lại mình như là những kẻ mà Đức Phật gọi là mang đá nặng mà đi trong bùn lầy. Tức là mình sanh ra giống như mình thừa tư bao nhiêu cái quả báo, nghiệp báo xấu ăn, phiền não, vô minh, tội lỗi rồi. Mà bây giờ mình sanh ra ở thế gian này còn gọi là cảnh trần. Mà cảnh trần là cảnh gì các vị? Trần là bụi bặm, trần là dơ quế. Cái gì dơ quế, cái gì bụi bặm, cái đó ta gọi là trần. Cái cõi này tại sao là cõi trần? Là bởi vì cõi này mình đi tới đâu là gì? Là đủ thứ cái chuyện mà dơ quế, ô nhiễm, đi tới đâu là dễ sanh ra những cái tội lỗi khổ đau. Nên đó là mình đi trong thế gian này, mình càng đi lâu, sống lâu mà không biết tu, càng sống lâu là càng tạo nghiệp sâu nặng. Phải không cô? Trời, cô nói đúng, tôi mừng hết sức với nhau. Bởi vì cái người mà nói đúng như vậy là chứng tỏ là mình có giác ngộ rồi. Người giác có giác ngộ mà nói đúng, còn người không giác ngộ nói tôi gì? Tôi nói khùng rồi hay sao? là sự thật nói vậy. Thì nó từ chỗ đó đó mà Đức Phật ra đời, ngày lòng thương tưởng, ngày chỉ dạy cho mình những cái phương pháp sống, ngày chỉ cho mình những cái con đường để mà mình bước chân lên đó, mình đi đến cái chỗ hạnh phúc an vui, hạnh phúc an vui. Nhưng mà có con đường đạo thưa các vị, nó có dễ đi không? Trời ơi, tôi nói đường giao tranh gian có trăm lần vui, có vạn lần sầu. Cái đường giao trần gian thế sự này nó đi là trăm lần vui, có vạn lần sầu. Vậy mà người ta là sao? Ai ta cũng thích tiền được á, phải không? Tôi nói thưa các vị, tôi đi vô quốc trường, tôi đi vô casino, tôi đi vô cái chỗ mà quán nhậu rồi nha, quán bar rồi đó. Là các vị vô đó mà các vị thấy là hằng hà xa số đó. Rồi đi được tết này ta mới vừa ra, chưa kịp được tết tốt khác nó vô rồi. Có những trái, có những cái chỗ mà nhiều khi là người ta phải để cái bảng là tôi nói là gì? Full seat rồi, tức là không còn chỗ nữa, full rồi, full đầy rồi. Tới nỗi mà tôi đi vô, tới nỗi mà tôi phải ngăn lại, tôi không cho vô nữa đó. Bởi vì cái cuộc đời này người ta nói sao là Phật môn có nói không người đến mà địa ngục, không cửa mà lắm kẻ vào.
cái cõi trần gian, cái đường về trần gian có trăm lần vui mà người ta phải chuốc mấy, người ta phải lắng mấy tới một vạn lần sầu. Vậy mà có ai từ bỏ cái đường đời đó, người ta thích cái đường đời. Vì ta nói là sao, vô đó nó khổ thiệt mà nó có thú vui gì đó, tôi gọi là thú thương đau gì đó người ta lại thích vô. Còn cái vô cái cửa Phật, vô đậu đèn tu, vô tu ăn chay nhẹ thể mà vậy, tu hành nó nhẹ tâm. Vậy mà có ai chịu vô đâu. Trời ơi, cả thành phố Houston này tôi nói hàng triệu người, vậy mà tới tu viện của Đức có nhiêu đây à. Mà nhờ tôi điểm danh mỗi ngày, nhắc nhở mỗi đêm thôi, nếu không là cũng người trời kẻ sụt, người đến kẻ đi. Mà các vị thấy thì sao? Là đường đạo tuy nó an vui, đường đạo nó nhẹ nhàng, đường đạo giải thoát. Vậy mà người ta có thích đi không? Vậy mà tôi ít có người muốn đi lắm các vị. Không phải dễ đâu. Ngày hôm nay đây cũng có một vị Bồ Tát tu biên ngồi tốt dưới kia kìa. Các vị thấy không? Thì giới thiệu cái gì đó, cái gì đang chẳng hóa tan. Hôm nay những thủ đi cũng dắt được như vậy là phu quân của đi đó nha. Đây là cái chuyện cũng đặc biệt đó, là dẫn các con rể được cùng đi. Thì cô Nguyên đây là một cái vị Phật tử cũng có nhiều cái phước duyên lớn, là bởi vì từ lúc sanh ra cho tới giờ cuộc đời cổ cũng giống như là một mùa xuân ấm áp vậy đó. Nghĩa là nó tốt đẹp, gia đình quyến thuộc nó trọn vẹn, nó an lành. Và đặc biệt là từ trẻ cũng có cái tâm lành, là thường thân cận Tam Bảo hỗ trợ quý thầy. Cô Nguyên biết thầy đây cũng trên dưới 20 mấy năm rồi. Cổ cùng gia đình á, hồi xưa hỗ trợ Chư Tăng hay về những cái chùa dùng Bến Tre, cũng là quê hương của cổ đó. Ra mong bố ngày Tết hình như cũng mua vé về để mà nhìn dáng dừa để hát rồi ca. Coi như là cô gái với món cây dừa để cho nó khỏe gì đó. Thì ngày xưa cô cũng rất là cái người có thiện tâm mà tạo phước. Chính vì cái chỗ mà tạo phước như vậy đó, mà chính bản thân cổ cho tới hôm nay các chị thấy gần 70 tuổi mà nhìn vô cô tưởng đâu là cổ mới có 50 à. Cái quan trọng là gì? Là phước thừa lưu lại tử tôn, tức là cái người cha mẹ ông bà mà tu tạo nên phước báo công đức, chính bản thân người đó được nhờ mà nó còn dư ra, nó thừa ra để cho tới vào thời của con của cháu họ hưởng. Do vậy mà tôi nói thưa các vị nha, tôi đâu có ngờ gọi là cô Nguyên năm nào là ở cái vùng là Bình Thạnh Sài Gòn. Thấy cổ ngày xưa cũng là cái người chân thành mộc mạc, gia đình của cổ thì mọi người thì cũng bình thường. Vậy mà sau 20 năm một cái cơ duyên bất ngờ tại nơi tu viện Phước Đức gặp lại cổ, bây giờ với các con các cháu cổ bây giờ là gì, giảng sanh Tây Phương hết trơn. Mọi người giảng sanh Tây Phương Tây đúng hơn ha. Phương Tây đúng hơn là vậy, từ Việt Nam là phương Đông, qua xuống Mỹ là phương Tây. Chứ nói Tây Phương nhiều khi tôi giật mình đó. Bởi vì trong đạo mà nhiều người ta hiểu chữ Tây Phương là nó phải đến một cái chân trời mà tôi bằng là bên kia cửa tử kìa. Thì ra mà nói chính xác là phương Tây. Thì hôm nay gặp lại cổ là tôi nói hết sức là vui mừng, gặp lại các con của cổ là một điều ngoài sức tưởng tượng của thầy. Và hôm nay được dự kiến đức phu quân của cổ tới chùa cùng ăn cơm chay, cùng kinh hành niệm Phật, đây là cái điều thầy cũng không thể nghĩ bàn luôn đó nha. Không thể nghĩ bàn. Và tuy nhiên là sao, tuy nhiên là có một điều đó, nếu mà có một cái lời sau 20 năm, hơn 20 năm gặp lại mà có một cái, để có một cái lời phiên với nhau đó, thầy nói cô Nguyên bây giờ đã qua nửa đời sương khói rồi, nửa đời hương phấn. Thật ra bây giờ tôi nói mình lớn tuổi là lớn tuổi, tôi gọi là cái người lớn tuổi tôi gọi là gì cái gì? Lão này. Là già. Lão mà già thì đó là sao? Nó gắn liền với cái bệnh.